Theo dự báo của ngành chức năng, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú tiếp tục được duy trì ổn định ở mức tương đối cao trong quý 1 năm 2022 vì nguồn cung hiện nay khá ít. Giá tôm thẻ nguyên liệu đang được thương lái thu mua tại ao loại 100 con một ký với mức giá 100.000 đồng một ký, loại 60 con một ký giá từ 120 đến 128.000 đồng một ký, loại 30 con một ký có giá 170.000 đồng một ký, riêng loại 20 con một ký có giá rất cao khoảng 230.000 đồng một ký. Hiện nay nhiều người nuôi cũng đầu tư nuôi tôm thẻ với mật độ thưa để nuôi về size lớn cho lợi nhuận cao hơn. Tương tự giá tôm sú cũng khá cao, loại 30 con một ký hiện có giá khoảng 260.000 đồng một ký. Dù giá thẻ tôm sú tương đối ổn định trong quý 4 năm 2021 đến nay, nhưng do thời tiết không ổn định, người nuôi gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tôm nuôi bị bệnh, chậm lớn và thiệt hại. Điều này đã khiến sản lượng tôm nuôi không dồi dào dù đang trong chính vụ.